Dạ nãy giờ nói không, không có hát. Giờ tới em hát. À vâng, và để liên tục chương trình, xin mời các chị cùng thưởng thức qua một bài tân cổ cũng rất là dễ thương được mang tên Bánh Bông Lan. Dạ. Bài này Hoài Dương sẽ cùng với nghệ sĩ Thanh Tâm cũng xin gửi tặng tất cả quý vị. Dạ có con, ở bên có em. Em gái ơi. Dạ. Cho anh dịch lộn đi em. Trời ơi, anh ơi em bán bánh bông lan rành rành. Ở xứ này ai cũng nghe rõ vậy mà anh đành lòng nào anh mua hộp dịch lộn làm gì có. Bánh bông lan đi mấy anh ơi. Xe xích lô xì tốp xì tốp. Ai mà đi xích lô vậy ta? Tới Dĩ An rồi. Tèn nét ơi, ở trên lặn lội xuống như này thăm người yêu. Mà lúc này nhà cửa gì đâu mà nó đông đúc quá trời quá đất không biết ai người. Ai mua bánh bông lan ơi. Không biết người yêu còn ở chỗ cũ không, cái kiểu này mà dọn nhà ơi, bà con ơi. Cái kiểu này mà dọn nhà chỗ khác anh nào anh nhớ chắc chết tôi. Chị Hai ơi mở hàng giùm em cái bánh bông lan đi chị Hai. Quen quen bánh quen. Bánh bông lan vừa mới ra lò đây bà con ơi. Quen 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 quen. Ai? Ê! Cô Hai. Anh Ba. Nhớ tôi không? Trời ơi cái giọng cà lắm của anh, cảm ơn con. Nghe cái giọng cà lông của anh ai mà không nhớ. Cô Hai Dĩ An phải không? Dạ phải vậy. Hồi sáng giờ bán được không? Dạ mới bán được con cái à, anh Bắc ơi. Còn nhiêu để đó tôi lo cho. Thì không anh. Còn cô. Ủa em sao? Có ai lo chưa? Chị vậy anh? Để đó tôi lo luôn. Trời ơi quỷ sứ anh à. Anh tại ghẹo cô Hai vậy mà. Thôi quá trời bán đắt rồi. Dạ cảm ơn con. Cô Hai ơi, dạ. Tại ghẹo cô Hai vậy thôi chứ mình buôn bán á, phải rau phải mời bà con ở Dĩ An người ta mới mua. Dạ cô. Phải không mấy anh? Em có rau có mời cho nên bà con ủng hộ em nè. Vậy hả? Dạ chứ mà anh ba chỉ đi làm cách nào để em bán đắt nè. Thôi bây giờ cô Hai rau đi ba cà lâm này hát cho. Hả? Bảo đảm bán hát là bán đắt lắm. Cà lâm mà hát luôn. Thấy cà lâm vậy chứ hát bán cũng được lắm á. Vậy nha, đi thì anh ba phụ với em đi bán bánh bông lan nha. Rồi. Đâu vậy cô Hai? Em về ngã ba cây lơn á. Ngã ba cây lơn. Dạ sáng nào cũng bán mà ngã ba đó trời. Phải không? Còn dạ. Tôi ở dưới ngã ba bọng dầu nè. Ta tìm cô Hai ơi, cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhụy nó cũng vàng luôn. Dạ phải vậy đó anh. Vậy mà hệ vắng lâu thì trong già thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về cây lớn rồi tôi ở luôn nơi này. Cô Hai à mà sao, cô Hai nên tin là không nói một lời. Cô biết không, ông bà mình có bảo hãy ăn là phải nói, mà sao cô Hai hà tiện với tôi từng lời từng tiếng vậy cô Hai? Không có đâu anh ba nè, hãy có ăn á thì mình mới có nói. Dạ đúng mà rồi. Sáng tới giờ em chỉ có bán chứ em không có ăn anh ba ơi. Ý mèn ơi, sáng giờ có mình tôi mà tính ít gần mấy chục cái bánh bông lan rồi. Cô Hai ơi, chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tôi sáng. Đành đoàn cô biết không, trong khi chỉ tại cây bánh bông lan mà từ
ở trên xứ của tôi lặn lội xuống tới dưới này. Ủa, không lẽ chắc là anh Bao? Không phải, chắc là người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Dạ, cảm ơn con. Để em về em thưa lại à. Tía với má em ở sau nhà là người sai bột đổ. Ủa, nói gì? Ờ, chắc nhờ tay cô hai nướng khéo phải không? Nè, ngươi, mấy người chị của em nghe ba nghe như vậy mừng dữ lắm á. Ủa, nói gì không phải à? Phải chị. Thôi, nói gần, nói xa, hôm qua nói thiệt tôi lặn lội xuống tới Dĩ An là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì? Dạ, tôi nhớ. Nhớ gì? Nhớ băng bông lan. Chiến hữu mình quát quái nữa kìa em ơi. Anh Ba nhớ bánh bông lan thì ra để đây, bắt ra em đây, gói ra cho đây. Anh nghe. Giờ em phải đi bán nữa. Anh nói cho em nghe nè. Anh nói đi. Mỗi lần mà anh tới ngã ba cây lơn đó, anh đi xa xa đó nghe. Mà cô nghe cô rao bánh bông lan cái tự nhiên tay chân tôi nó bụng rụng hết trơn cái nỗi vậy đó. Anh này. Dạ cảm ơn anh mua bánh bông lan. Dạ cảm ơn bà con ủng hộ bánh bông lan giùm tụi em. Dạ dạ khỏi thôi luôn. Dạ. Anh Ba ơi. Bò. Dạ. Nghe anh nói nè. Dạ có nữa, dạ một xị cảm ơn. Anh Ba biết bà con đây ta bảo sao ta không? Bảo sao vậy em? Ta nói gì nè. Bông lan bác miền kề thương anh bởi câu hò lần tiếng chưa nhiên. Xe đò lúc tình thơm thang quen hơi nhớ tim qua gian tìm dìa. Quen hơi nhớ tiếng hoa giang. Đi đâu? Hoa giang. Hoa giang gì đâu? Hoa giang tìm gì? Anh Ba biết không? Sao vậy em? Là con gái ở cả ba cây lơn này á, người ta thật thà lắm. Phải không? Nghĩ sao là người ta nói y vậy hả? Vậy hả? Thiệt á. Cho nên á, nếu mà chỉ vì mấy cái bánh bông lan mà anh Ba lặn lội xuống tới dưới này á thì anh Ba ơi. Dạ dạ ơi. Em tính như vậy để gọn nhất nghe. Gọn gọn nghe. Thì để em gói cho anh vài chục cái anh mang theo về xứ để anh vô. Hồi sáng giờ bánh bông lan ế ngán thấy mồ luôn à. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Em biết làm sao để anh Ba ưng bụng. Không lẽ cho anh bụng luôn các khuôn lò để anh dẹp nướng bánh anh ăn sao? Ý hà 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 không được đâu. Tôi có nghe nói cái nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng á, mà còn phải phải xin khéo tay nữa đó. Thôi nè, không phải anh về rồi cái anh đưa chị Ba xuống. Vợ tôi hả? Thì má em hồng có xấu bụng dấu gì. Ở lại bán em gì à? Ê, thôi giận rồi. Ủa đâu làm gì đâu mà giận. Cô hai à. Dạ. Cô hai nghe tôi nói nè. Cô hai tốt bụng vậy tôi cảm ơn. Nhưng mà ngặt một điều là tôi. Anh sao? Dạ tôi. Anh sao? Chưa có vợ. Hứ? Chưa có vợ thiệt đó hả? Từng buổi này còn ở vậy có mình anh hai ơi. Em biết rồi. Cái anh chưa bảo là chắc tại anh Ba lọc lừa kém chọn nên chưa có cô gái nào ở xứ cây lơn này vừa bắt anh hết phải để hôn anh Ba. Cô hai ơi, cũng có lọc lừa có kén chọn gì đâu, nhưng mà chắc tại cái mùi. Mùi gì? Cái mùi chỉ bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Vì để em làm mãi cho anh ta cô bà làm bánh bông lan theo nhất nơi này. Cô hai ơi, con ác gì mà ác dữ vậy cô hai? Tôi nói cái gì cô bằng ác đó nói à? Thôi thì hai ơi. Dạ. Nói gần nói xa hôm qua nói thiệt tôi lặn lội xuống Dĩ An là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì? Dạ tôi nhớ. Nhớ gì? Tôi nhớ cô hai đây. Thôi ơi. Bà con cái Dĩ An chịu vỗ tay. Nhớ tôi hả? Cô hai ơi. Dạ. Nói nghe nè. Nói lẹ. Thường thường cà lâm lên có nói lắm mà nói ra là giống như đinh đóng cột vậy đó. Dạ. Bây giờ tôi là lỡ gì? Lỡ thương ai rồi? Bây giờ ở đây sẵn có má, hỏi má có hai đứa mình thương nhau má gả không? Đúng rồi, để tôi hỏi má chứ. Hai đứa con thương nhau má. Hỏi đầu được. Má ơi, anh hỏi cưới con má gả không? Gả má? Không má? Thôi gả luôn. Trời đất ơi. Má chịu gả rồi kỳ này mà có vợ là hết.
hết cà lâm luôn. Nè, vậy thì anh đi về lẹ đi, anh rước tía má vô đây đi. Hồi sáng tôi mời ba má tôi lên ngồi ở dưới cầu vượt Linh Xuân á. Hả? Không biết là sáng giờ còn ngồi ở chỗ cũ. Nếu vậy thì đi lẹ đi anh. Ở đây chờ tôi nghe. Ừ, lẹ nghe. Kỳ này là chắc có dở hết cà lâm thiệt rồi, chờ tôi nghe. Dạ, Tâm Tâm và nghệ sĩ Hoài Dương xin cảm ơn tấm chí tình của các anh các chị rất nhiều. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà con cô bác.